Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại về một chiếc Chevrolet Spark có năm sản xuất 2015, phiên bản số sàn, máy 0.8, máy xăng, mang biển số 43D00195 các bác nhá. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 148 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và sau đây em sẽ quay qua phần thân vỏ cho các bác được xem này. Vâng, sơn xi của chiếc xe màu đỏ các bác nhá. Hai cụm đèn pha, hai cụm đèn cầm của nó được rất sáng bóng với nhau này. Đấy. Một chiếc Chevrolet Spark. Không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Đây là xe gia đình. Đấy. Đây là phần dàn lốp của xe này. Bốn cổ lốp của nó khá là ok các bác nhá. Cua lốp này không hề có dấu hiệu mục mọt này. Đấy, một chiếc Chevrolet Spark. Có năm sản xuất 2015. Đấy. Con này là Spark van các bác nhá. Đấy, chiếc này là hai chỗ ngồi, bán tải. Với giá tiền là 148 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ toàn quốc cho các bác này. Đấy, sơn xi của nó màu đỏ các bác nhá. Độ đồng sơn zin của chiếc xe là còn đạt đến 85-90% các bác này. Đấy, tôn vỏ của nó mỏng tang luôn các bác nhá. Và sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe này. Gầm bệ của nó này không hề có dấu hiệu mục mọt các bác nhá. Đó, một chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2015 các bác nhá. Đấy, xăng của nó ăn như người luôn các bác nhá. Đấy, 100 cây chiếc này tầm độ 4 lít đến 4 lít rưỡi xăng thôi. Đấy, nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu. Bốn cổ lốp của nó này rất là ok các bác nhá. Cua lốp này. Đó. Chỉ có 148 triệu đồng thôi. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Đấy, ghế da trang bị hai màu các bác nhá. Đấy, một chiếc van bán tải. Vâng, đây là phần bậc lên xuống này. Phần thấp bản lề này. Vẫn còn là vết sơn chấm theo nhà máy sản xuất các bác nhé. Cam kết các bác là zin cả xe, không đâm va, không ngập nước luôn. Đây các bác xem này. Đấy, cột kèo này. Cột kèo đầu đít zin nguyên các bác nhé. Đây là phần táp lô, táp ly, cánh cửa đằng sau bên phụ các bác này. Đấy, táp lô, táp ly, cánh cửa này. Phần keo chỉ này. Keo chỉ của nó không hề mất đến một phân các bác nhé. Đấy, một chiếc Chevrolet Spark có năm sản xuất 2015. Vâng, đây là phần hốc bản lề này. Hốc bản lề của nó thì chưa hề động đến ca lê một lết các bác nhé. Cột kèo đinh bấm di nguyên các bác nhé. Đây các bác xem này. Đấy, đinh bấm này không hề mất đến một cái đinh nào. Đây là dây cam lùi các bác nhé. Đấy, màn hình cam lùi đầy đủ, không thiếu một cái gì các bác nhé. Đấy, đầy đủ đồ chơi luôn. Ghế da được trang bị hai màu, vô lăng ba chấu. Táp lô táp ly của nó rất là đẹp luôn. Đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng trước bên phụ các bác này. Phần keo chỉ này, cam kết các bác là keo chỉ không mất đến một phân, đều tâm tắp luôn. Bốn cổ lốp của nó khá là đều nhau luôn các bác nhá. Cua lốp này không hề có dấu hiệu bị mòn. Đăng kiểm của nó còn đến tháng 1 năm 2021 này. Đăng kiểm dài miên man các bác nhá. Đấy, mang biển số 43D, biển số Đà Nẵng. Đấy, cam kết các bác là không đâm va, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Đây là một mẫu xe gia đình các bác nhé. Vâng, đây là phần táp lô, táp ly, cánh cửa đang sau bên lái các bác này. Đó, táp lô, táp ly này, keo chỉ này. Keo chỉ thì không hề mất đến một phân các bác nhé. Đây là tem mác theo nhà máy sản xuất này. Hốc bản lề vẫn còn là vết sơn chấm 7 màu theo nhà máy sản xuất các bác nhé. Đây là những cái đinh bấm giằng giật các bác này.
Đó các bác xem, đinh bấm này đấy, nó nguyên bản các bác nhá. Rất là ok cho một chiếc xe này đã Smart. Và đây là phần cốp đằng sau xe các bác này. Đấy, bản một đầu thì cốp nó nhỏ nhỏ gọn trên trên thôi. Đây là cái ghế này mình nắp vào thôi các bác nhá. Thì nó là xe van. Đấy, chỉ là hai người ngồi thôi. Còn chở đồ các bác nhá. Đấy, vào nước này. Đây là phần lắp cốp này. Tổng quan của lắp cốp này rất là đẹp luôn các bác nhá. Còn đây là phần lớp sô cua này. Đấy. Sàn của nó đây. Không hề có dấu hiệu mục mọt các bác nhá. Đó, một chiếc Chevrolet Spark mang thương hiệu của Mỹ. Đấy, nhỏ gọn xinh xinh và tiết kiệm nguyên liệu. Vâng, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đang trước bên lái các bác này, bảng tổng của kính chỉnh điện này. Đấy, đằng trước chỉnh điện, đằng sau quay tay các bác nhé. Đây là phần keo chỉ này. Đấy, keo chỉ nó nguyên bản các bác nhé, không hề mất đến một phân. Đấy, ngoài trời đang mưa rất lặng hạt các bác nhé. Còn đây là phần hốc bản lề này. Cánh cửa này không hề dấu hiệu mục mọt chi các bác nhé. Đây là phần bô lăng này, trang bị túi khí an toàn cho người lái này. Và sau đây em sẽ nổ máy lên cho các bác xem này. Vâng, máy đã nổ các bác nhé. Máy nổ rất êm. Đấy, mặt đồng hồ thì không báo một lỗi gì các bác này. Xi nhan này rất là trơn tru các bác nhé. Phun nước gạt mưa này. Âm thanh vũ trường này. Táp lô của nó này. Trần nỉ của nó nguyên bản trong xe các bác nhá. Đây là phần kính lên xuống này. Rất là trơn tru luôn. Màn hình cam nồi đầy đủ các bác nhá. Phần nào quả số này. Phanh tay này. Đấy, điều hòa này. Điều hòa của nó cực mát luôn các bác nhá. Đấy. Đấy, rất là khít các bác nhá. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Chevrolet Spark có năm sản xuất 2015. Phiên bản số sàn máy 0.8 máy xăng. Đấy, tự nhiên chính chủ, không taxi, không dịch vụ các bác nhé. Đây là một mẫu xe gia đình. Đấy, mẫu xe van bán tải 2 chỗ. Đấy, đây là những cái kinh bấm ra giật các bác này. Cam kết các bác là không đâm va, không ngập nước luôn các bác nhé. Bằng văn bản giấy tờ luôn. Máy rất phù hợp các bác nhé. Đấy, lớp đỉ của nó như bản ra máy chỉ có to này. Đấy, đổ cực chất luôn con. Đây là phần lắp capo này.
Vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Chevrolet Spark có năm sản xuất 2015, phiên bản A số sàn, máy 0.8, máy xăng. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 148 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và xin chào, hẹn gặp lại anh em những video lần sau.